Giao bóng là một trong những yếu tố then chốt giúp người chơi bóng bàn ghi điểm trong trận đấu. Vì vậy, người tập bóng bàn cần có những kỹ thuật giao bóng khó, giao bóng tấn công xoáy làm cho đối phương bên kia lưới gặp khó trong cú trả giao bóng. Ngay sau đây, huấn luyện viên Ngô Trường Giang, câu lạc bộ bóng bàn Trường Giang, thành phố Hưng Yên sẽ hướng dẫn kỹ thuật giao bóng xoáy ngang và giao bóng xoay xuống, kỹ thuật giao bóng tấn công được sử dụng phổ biến trong các trận thi đấu bóng bàn chuyên nghiệp và nghiệp dư. Đây là bóng này. Mình lấy cái chữ bên trên này cho dễ nhìn, là trên này, dưới này, ngang này. Mình tiếp xúc bên dưới 2/3 bên dưới, tiếp xúc vợt với bóng 2/3 bên dưới thì nó sẽ thành bóng xoay xuống, và 2/3 bên trên là ngang này, giao bóng ngang này thì bóng sẽ thành xoáy ngang. Mà để giao bóng an toàn và hiệu quả nhất để mà khi mà từ quả bóng bàn mình sang bàn đối phương ấy, thì trong cái khoảng người ta ước chừng khoảng tầm 40 phân ở bàn này này, từ vợt và tiếp xúc với bóng rơi xuống trong khoảng bàn là khoảng 40 phân này này, thì là cái điểm an toàn nhất, bóng sẽ không bị chui vào lưới và không bị ra ngoài. Tư thế chuẩn bị này, mình bước chân trái vào này, cách cầm vợt thì cầm như này, hai ngón này vào đây và bập cái này vào đây. Tư thế chuẩn bị này, cúi xuống này. Theo luật thì mình nhận tung đúng 15 phân trở lên, ngang mới tầm lưới, tầm lưới là 15,5, ngang, tung cơm là chúng ta. Đó, giao bóng tung này. Lưu ý trong giao bóng, mình không nhất thiết phải giao bóng quá cao để mình thực hiện cái động tác nó quá khó. Mình đánh đúng theo luật là 15 phân trở lên từ mặt bàn, tính từ mặt bàn 15 phân trở lên mình chỉ giao đến 15 đến 20 phân thôi. Mình không cần tung bóng quá cao này, đến khi mình thực hiện cái động tác trên bàn trên không ấy, nó rất là khó. Mình chỉ tung đúng luật thôi. Tầm như này thôi, 2 30 phân là được. Mình giao lên tầm đấy được. Thì nó bóng nó rất là chuẩn. Đây này, tôi đang giao bóng xuống này, chém xuống này, bạn ấy sẽ phán đoán được và đây là bóng xoay xuống, bạn đỡ sẽ không bị hỏng. Thấp xuống, đúng rồi. Đúng rồi, tốt. Đúng rồi. Bạn Thiện là đang thực hiện ra bóng xoáy ngang nhá. Rồi, bạn Thiện thực hiện ra bóng xoáy xuống đi. Rồi. Rồi, đấy, tốt. Tốt. Đức là đang giao bóng xoay xuống. Lưu ý Đức nhá. Đức đi với giao bóng này, mình đứng phải đúng động tác này, không được co dài này. Mình động tác mình chuẩn bị này. Chuẩn bị này. Này, trong cái thời gian mình tung bóng lên thì mình co cái tay này ra chứ không phải đứng như này, không để đây này, co này, tung lên này, cái cổ tay mình phải giữ cứng, không lắc lư cổ tay, giữ cứng cổ tay, đưa thẳng lên phía trước này. Khi trong cái thời gian mình đưa lên thì cái tay mình co ra ngoài nhá, co ra ngoài này, đấy mình vào này, cổ tay cứng này, nhún chân xuống đi cùng cổ tay lên này, đưa thẳng lên này, lên này, đưa thẳng này. Trong cái thời gian mình tung lên mình sẽ co cái tay ra ngoài, co lên này, vào đấy. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật tiếp theo là kỹ thuật là giao bóng tấn công. Sau khi mình giao bóng xong thì mình phải có mục đích, có nghĩa là mình sẽ phải thực hiện cái chiến thuật của mình để giành điểm với đối phương. Thế mình mục đích của mình là gì? Mình giao bóng xoay xuống hoặc là xoáy ngang xong, mình phải phán đoán được là đối phương sẽ trả bóng ở đâu để mình thực hiện tiếp tục cái kỹ thuật tiếp theo, đó là kỹ thuật giật bóng xoáy xuống để giành điểm trực tiếp. Sau đây tôi sẽ thực hiện giao bóng và thực hiện chiến thuật là tấn công. Đầu tiên mình sẽ giao bóng này, giao bóng xong này, quay mặt về phía trước này. Xem đối phương là người ta sẽ gọt sang bên này hoặc có thể người ta sẽ gọt sang bên này. Mình ra bóng xong này, mình phải quay mặt về, mình phán đoán này, nhảy về lại, giật, ra bóng xong này, ra bóng xong này, về này,
nhảy. Tôi giao bóng này, giao bóng xong tôi sẽ lé thẳng góc này luôn nhá. Giao bóng đối phương sẽ cắt sang góc trái này, tôi sẽ lé ra tôi tấn công. Đây, bây giờ sau đây tôi sẽ thực hiện lé này. Bắt đầu thực hiện bóng nhá. Giao xuống đơn giản thôi. Đúng rồi, đấy. Tốt. Rồi. Giật vào bàn thôi. Tốt nữa. Đó, giật xoáy lên đấy. Cứ chờ bóng rơi chúng ta xoáy lên. Má sát lên, chỗ giật khác quá. Đúng rồi, tiếp đó. Cứ giật phải lên, má sát lên. Tốt. Đó. Thẳng một phải lên. Tốt. Động tác ra bóng của Đức hơi ngắn lại một chút. Cái thứ hai khi mình giật ấy, mình giật là mình phải nhìn cái điểm của bóng nó lẩy lên cao nhất trên cả xoay xuống này, cao nhất này, hơi xuống một chút là mình giật tăng ma sát lên, khi mình nó bụng đấy chào bóng này giật tăng ma sát lên, ra bóng xong nhảy sang giật tăng ma sát lên đó.